Hôm nay là món bún bò Huế. Cảm ơn Trinh. Cảm ơn cô Trinh cho ăn món bún bò Huế tại bà Sáu, thành ra tụi con được ân huệ của bà Sáu. Cái này tôi của con chủ nhà đang chờ, chủ nhà chưa có đồ ăn, mấy đứa con ăn trước rồi, sướng vậy đó. Rồi qua bên đó.